Thưa quý vị, giữa bối cảnh xung đột giữa lực lượng Israel và Hamas tại dải Gaza đang ngày càng leo thang căng thẳng, mới đây Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bờ dải Gaza, song không công bố cụ thể thời gian của cuộc tấn công. Người dân tại dải Gaza được yêu cầu mang theo thiết bị liên lạc, chuẩn bị thực phẩm, nước uống, chăn, nệm, thuốc và các thiết bị cần thiết khác vào nơi trú ẩn an toàn. Truyền thông Israel cũng dự báo trong đêm 25 tháng 10 và rạng sáng 26 tháng 10, hàng loạt tên lửa hạng nặng sẽ được phóng vào miền nam Israel. Trong bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình cũng trong đêm 25 tháng 10, Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ làm mọi cách để giải thoát cho số con tin đang bị Hamas giam giữ ở dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định sắp mở cuộc tấn công bộ binh vào dải Gaza để tiêu diệt Hamas, bất chấp có tin nước này vừa đồng ý với Mỹ về việc tạm hoãn kế hoạch đổ bộ đến cuối tuần, đồng thời thông báo quyết định chọn một ngày tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại hôm 7 tháng 10 vừa qua. Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến vì sự tồn tại của mình. Chúng tôi đã đặt ra hai mục tiêu cho cuộc chiến: tiêu diệt Hamas bằng cách phá hủy khả năng quản lý và quân sự của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để đưa con tin của chúng ta trở về nhà. Chúng ta đang trút cơn mưa lửa xuống Hamas và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Tôi sẽ không nói rõ khi nào, như thế nào và lực lượng là bao nhiêu. Tôi cũng sẽ không nói chi tiết về những kế hoạch mà chúng tôi đang tính toán. Thời điểm thực hiện cuộc tấn công này sẽ do nội các chiến tranh quyết định, cùng với Tổng tham mưu trưởng và nội các. Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho quân đội của chúng ta tiến hành các hoạt động tiếp theo. Một lần nữa, tôi kêu gọi những người dân hãy sơ tán về phía nam dải Gaza. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi đã thành lập 600 nhóm bảo vệ tình nguyện mới, cùng với việc vận chuyển vũ khí từ nước ngoài. Và chúng tôi sẽ bổ sung thêm lực lượng cho nỗ lực này. Chúng tôi cũng khuyến khích công dân mang vũ khí cá nhân bên mình để phòng vệ. Trong khi đó, nhiều nước vẫn đang vận động cho nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo cho thường dân tại dải Gaza. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel nhưng cũng khẳng định bất kỳ mạng sống nào đều có giá trị như nhau và Berlin sẽ tiếp tục thúc đẩy việc bảo vệ dân thường, cho phép tiếp cận cũng như cung cấp nhân đạo cho người dân dải Gaza. Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước này sẽ thảo luận về việc tạm dừng bắn vì nhân đạo trong cuộc xung đột ở dải Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ, nhưng không ủng hộ một lệnh ngừng bắn trên diện rộng vì cho rằng điều này sẽ chỉ có lợi cho lực lượng Hamas. Mỹ, Nga cùng cộng đồng quốc tế cũng đang kêu gọi tạm ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm cho phép hàng cứu trợ được đưa tới Gaza, nơi người Palestine đang phải sống trong điều kiện cùng cực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong tuần vừa rồi cũng đã kêu gọi đề ra lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại dải Gaza. Xung đột Israel-Hamas đang leo thang căng thẳng trong gần 3 tuần qua sau vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Thưa quý vị, diễn biến tình hình xung đột tại dải Gaza đang bị đẩy lên cao trào khi các bên liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, khiến căng thẳng leo thang và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 24 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết hơn 400 mục tiêu của lực lượng Hamas tại dải Gaza đã bị phá hủy. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng đã điều các máy bay chiến đấu tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và các bệ phóng súng cối ở Syria để đáp trả các vụ phóng tên lửa về phía Israel. Hãng tin AFP ngày 25 tháng 10 dẫn nguồn tin của quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và các bệ phóng súng cối ở Syria để đáp trả các vụ phóng tên lửa về phía Israel vào ngày 24 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết đã xác định được hai vụ phóng tên lửa từ Syria và các tên lửa này đã rơi xuống các khu vực đất trống vào tối 24 tháng 10. Trước đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin các cuộc tấn công của Israel vào ngày 22 tháng 10 đã khiến hai sân bay chính của Syria ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo miền bắc nước này ngừng hoạt động. Đây là lần thứ hai kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, hai địa điểm này bị tấn công đồng thời. Trong khi đó, các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn ra tại dải Gaza và vùng lãnh thổ bờ Tây của Palestine rạng sáng 25 tháng 10. Một thông báo của quân đội Israel khẳng định hơn 400 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã bị phá hủy trong ngày. Đáng chú ý, truyền thông Israel cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại bom gây động đất, còn gọi là bom địa chấn, để phá hủy hệ thống hầm ngầm của Hamas ở dải Gaza. Về phần mình, một thành viên cấp cao trong văn phòng chính trị Hamas tuyên bố lực lượng này hiện có 35.000 chiến binh ở Gaza với đầy đủ trang bị vũ khí. Hamas đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với quân đội Israel, kể cả trong trường hợp quân đội Israel được Mỹ và châu Âu hỗ trợ.
Những ngày qua, khu bờ Tây của Palestine cũng liên tục chứng kiến các diễn biến xung đột leo thang nguy hiểm. Rạng sáng 25 tháng 10, phía Israel thông báo quân đội nước này đã tiến hành không kích đáp trả bằng máy bay không người lái và đã nhắm trúng các mục tiêu được xác định sau khi một nhóm người Palestine có vũ trang nã đạn và ném thiết bị nổ vào lực lượng Israel gần trại tị nạn Jenin phía bắc bờ Tây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24 tháng 10 thông báo một phi đoàn máy bay tiêm kích F-16 đã được triển khai tới Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông. Động thái này nhằm tăng cường năng lực của quân đội Mỹ và tự vệ trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này triển khai tiêm kích F-16 trong bối cảnh kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Iraq và Syria đã 13 lần bị tấn công bởi các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Mỹ cũng dự báo các cuộc tấn công nhắm tới binh sĩ và các nhân viên chính phủ Mỹ ở Trung Đông sẽ leo thang bởi Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm các nước này trong thời gian tới. Bên cạnh Mỹ, Australia cũng quyết định triển khai quân và máy bay quân sự đến Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 25 tháng 10 cho biết, nước này sẽ điều thêm quân và cử thêm hai máy bay quân sự đến Trung Đông để hỗ trợ người dân Australia đang sống trong khu vực khi lo ngại xung đột giữa Israel và Hamas có thể diễn biến xấu đi. Với quy định điều quân này, Australia sẽ có 3 máy bay quân sự tại Trung Đông, song số lượng quân được triển khai đến đây cũng như địa điểm đóng quân và thời gian đồn trú không được tiết lộ. Trong bối cảnh các cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại Gaza, một trong những nơi có mật độ dân cư đông nhất thế giới, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Israel và Hamas tạo điều kiện để hàng tiếp tế khẩn cấp được phép vào dải Gaza mà không bị cản trở. Đồng thời nhấn mạnh rằng, người dân Palestine cần số lượng hàng hóa hỗ trợ nhiều gấp 20 lần so với con số hiện nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 10 đã kêu gọi bảo vệ dân thường, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc luật nhân đạo quốc tế đang bị vi phạm nghiêm trọng ở Gaza. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, theo đó cho phép vận chuyển thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu vào Gaza một cách an toàn. Thưa quý vị, bên cạnh cuộc xung đột đang ngày càng leo thang căng thẳng giữa lực lượng Israel và Hamas tại dải Gaza, các cuộc giao tranh đẫm máu gây nhiều thương vong giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục gia tăng tại khu vực biên giới Trung Israel-Liban, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ chiến sự lan rộng ra toàn Trung Đông. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo kích vào nhiều mục tiêu khác nhau của Hezbollah ở miền nam Liban. Trong ngày 24 và 25 tháng 10, cuộc tấn công mới nhất được tiến hành vào chiều ngày 25 tháng 10 nhằm vào một số vị trí mà lực lượng phòng vệ Israel xác nhận là địa điểm khởi phát các cuộc bắn rocket vào Israel. Cũng trong sáng 25 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã không kích vào một số mục tiêu ở khu vực Dara thuộc miền đông Syria nhằm đáp trả đợt bắn rocket từ khu vực này vào cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng của Syria. Nguồn tin quân đội Syria xác nhận oanh kích mới nhất của lực lượng phòng vệ Israel nhưng không cho biết hành động đáp trả của phía Syria. Trước đó, hôm 22 tháng 10, truyền thông Syria xác nhận hai sân bay chính của nước này ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo đã bị hư hại nặng nề và phải dừng hoạt động sau các đợt không kích của quân đội Israel. Còn tại dải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel ngày 25 tháng 10 đã tiến hành thêm hàng chục đợt oanh tạc và pháo kích mới vào hàng loạt thành phố và thị trấn trên khắp dải Gaza. Nguồn tin y tế Palestine khẳng định đã tiếp nhận thêm hàng trăm người trong ít giờ sáng ngày 25 tháng 10, hầu hết thương vong là dân thường. Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả 3 mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai khiến dư luận khu vực lo ngại chiến sự có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là sau khi Mỹ triển khai thêm nhiều khí tài hiện đại và binh sĩ đến khu vực, trong khi hàng loạt quốc gia phương Tây đẩy nhanh sơ tán công dân ra khỏi các quốc gia liên quan, trong đó có Israel và Liban.